Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh youtube Chị Dậu. Tôi Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Thế Thần Vợ Nhỏ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Tôi Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập chính của bộ truyện này. Trong tập truyện này thì những mâu thuẫn giữa Đình Triết và Tiểu Mỹ căn bản đã được giải quyết ổn thỏa. Nhưng mà những vấn đề khác lại tiếp tục xảy ra những thử thách tình yêu giữa hai người vẫn còn đông đầy ở phía trước liệu rằng hai người họ sẽ phải làm như thế nào để có thể vượt qua những thử thách ấy xin mời quý vị hãy cùng với tú quỳnh theo dõi nội dung của tập chính bộ truyện thế thần vợ nhỏ Đình Triết đưa Tiểu Mỹ đến trung tâm thương mại mua sắm một ít đồ đạc, chuẩn bị trang trí phòng cho đứa bé trong bụng. Mặc dù vui mừng vì chuyện không phải bỏ đứa bé, nhưng Đình Triết vẫn luôn cẩn thận trong mọi chuyện. Anh không thể để Tiểu Mỹ một mình, luôn để cô ngồi nghỉ dù hai người chỉ mới đi được một quãng đường rất ngắn. Sức khỏe của Tiểu Mỹ vốn không được tốt, nay lại mang thai, nên sức đề kháng càng kém đi. Để giữ được cả mẹ lẫn con, anh không thể chủ quan gần chiều muộn hai người mới trở về phong gia bước chân vào nhà tiểu mỹ thấy bóng dáng của một cô gái lạ xuất hiện ngay giữa phòng khách đang dọn dẹp nhà cửa đôi lòng mày khẽ trâu lại thể hiện sự khó hiểu khi một cô gái lạ mặt xuất hiện trong nhà mình tiểu mỹ còn chưa kịp định thần được gì cô ta đã vội lao tay rồi tiến đến chỗ hai người cúi đầu chào hỏi cậu chủ cô chủ về rồi ạ à. bà chủ đang ở trong đợi hai người cậu chủ đưa tôi sách đồ cho cô ta đưa tay định lấy mấy túi đồ của đình triết đang cầm tiểu mỹ dội vàng tiến lên phía trước lớn tiếng cô là ai mà tự ý vào nhà tôi ít nhất cũng phải giới thiệu được cái tên chứ dạ cô ta tên là hạ anh là người giúp việc mới tôi vừa mới thuê tới giọng nói phát ra từ phía nhà bếp khiến ba người chú ý quay sang bên cạnh thì mới nhìn thấy bóng dáng của vũ như bà lại gần chỗ Hạ Anh đang đứng, nghiêm giọng chỉnh đốn Tiểu Mỹ. Cũng chỉ là người giúp việc mới thôi, cô có cần phải lớn tiếng như vậy không? Tiểu Mỹ lập tức lắc đầu hạ giọng. Con xin lỗi, tại con thấy có người lạ xuất hiện trong nhà nên mới nghi ngờ, quản gia lương đâu mà mẹ phải thuê giúp việc mới. Bà ta nghĩ việc lâu quá, nên tôi cho người vào thế chân giọng điệu nghiêm nghị và có chút khó chịu của vũ như làm tiểu mỹ không dám hỏi thêm quả thực lần này quản gia lương không trở lại làm việc một thời gian rất dài nhưng cũng không vì thế mà lại đuổi việc bà ta dẫu sao quản gia lương cũng đã làm việc ở phòng già nhiều năm nhưng quyết định là ở vũ như cô không thể làm khác nhìn sang hạ anh đang đứng bên cạnh tiểu mỹ đoán chắc cô ta cũng mới lớn hơn cô chừng dài tuổi ngoại hình chuẩn gương mặt ưa nhìn. Ở độ tuổi của Hạ Anh, Tiểu Mỹ không nghĩ cô ta lại chấp nhận đi làm công việc tay chân. Dường như cảm nhận được sự dò xét mà Tiểu Mỹ dành cho mình, Hạ Anh lập tức quay mặt sang hướng khác. Cô ta lại gần chỗ đình triết đang đứng, cố tình chạm vào tay anh. Cậu chủ cầm nhiều đồ như vậy để tôi cầm hộ cho. Hành động của Hạ Anh rõ ràng là đang cố tình muốn gần gũi với đình triết. Từ những cử chỉ nhỏ nhất đến dòng điệu trong từng câu chữ, chẳng khác nào đang muốn lấy lòng đình triết. Sự khó chịu trong người tăng lên gấp bội, cùng những suy nghĩ vừa nảy sinh trong đầu, sắc mặt tiểu mỹ tối sầm lại. Cô định bước lên dài bước thì bị giọng nói của Vũ Như ngăn cản. Hai đứa đi đâu mà mua nhiều đồ thế này? Câu hỏi bất ngờ từ Vũ Như khiến tiểu mỹ giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Ánh mắt cũng thôi dò xét, người mới xuất hiện. Cô cũng không tới chỗ Hạ Anh làm lớn chuyện mà cố nhẫn nhịn trong lòng. Lúc này Đình Triết mới lên tiếng, đồng thời tay anh vô tình cách xa khỏi tay Hạ Anh. Bọn con đến trung tâm thương mại mua ít đồ chuẩn bị trang trí phòng. Trang trí phòng? Nhà chúng ta có người mới đến ở sao? Đình Triết mỉm cười kéo Tiểu Mỹ vào lòng mừng rỡ thông báo. Nhà chúng ta sắp đón thêm một thành viên mới rồi đó mẹ. Khi nãy bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói Tiểu Mỹ đã mang thai hơn một tuần rồi. Cái gì? Tiểu Mỹ mang thai? Dạ, mẹ sắp được lên chức bà nội rồi đó. Lần đầu tiên sau những ngày tháng chung sống, Tiểu Mỹ thấy Vũ Như mỉm cười, gương mặt bà trở nên rạng rỡ, tươi vui hẳn ra. Nụ cười ấy cũng không phải nụ cười xã giao, lấy lệ hàng ngày, mà thực sự là một nụ cười mừng rỡ khi nhận được tin vui. Vũ Như không tỏ thái độ cọc cằn như ban nãy, ngược lại còn niềm nở hỏi. Hai đứa vào trong ngồi nghỉ đi, thai nhi mấy tuần đầu phải hết sức cẩn thận, mau, mau nghỉ ngơi. Hạ anh, cô dạo lấy nước cho cậu chủ và cô chủ. Dạ. Hạ anh nhanh chóng làm theo lời Vũ Như, khi cô ta rời khỏi, tiểu Mỹ mới bớt căng thẳng đi một vài phần. Theo chân Vũ Như vào phòng khách, vừa mới yên dị trên chiếc ghế sofa, bà đã hỏi han nhiều chuyện. Bác sĩ nói thế nào, thai nhi được bao nhiêu tuần rồi, trai hay gái, có khỏe mạnh không? Đình và Tiểu Mỹ nhìn nhau, bật cười, rồi anh chậm rãi trả lời từng câu hỏi của bà. Vợ con mang thai được hơn một tuần rồi, bác sĩ nói thai nhi vẫn phát triển bình thường. Vợ con mới phát hiện ra làm sao biết được trai hay gái mà mẹ hỏi chuyện trai hay gái làm gì? Con nào mà chẳng là con hả mẹ? Ừ thì mẹ biết rồi, trai hay gái đều như nhau. Hỏi cho có lệ thôi. Dứt lời, bà quay sang phía tiểu Mỹ, ân cần hỏi thăm. Thế con có muốn ăn gì không? Có thèm cái gì không? Để mẹ bảo người làm đi mua. Dạ không cần đâu mẹ, con ổn. Tiểu Mỹ gượng gạo trả lời, thái độ vẫn ngập ngừng, chưa quen. Bởi đây là lần đầu tiên Vũ Như gọi cô một từ ngữ thân mật Dù biết rằng bà làm như vậy Cũng chỉ vì đứa cháu trong bụng Chứ không phải thay đổi định kiến đối với cô Nhưng Tiểu Mỹ vẫn cảm thấy rất vui Bởi vì ít nhất bầu không khí Chẳng còn gián lặng, căng thẳng như trước Dường như sự xuất hiện của thành viên mới Đang thổi đến một làn gió mới cho căn biệt thự Khiến nó trở nên tươi sáng hơn Đinh Triết đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt Nhưng không thấy bóng dáng của bố anh trầm tư, suy nghĩ một hồi rồi mới quay sang phía mẹ. Mẹ à, bố con đâu? Sao con không thấy? À, bố con lại đi công tác rồi, nghe đầu phải dài tuần nữa mới về. Không phải là con nói bố nên nghỉ ngơi, chuyện ở công ty để con lo sao? Biết là vậy, nhưng bố con vẫn cố chấp. Thôi kệ đi, dù sao ông ấy cũng bảo đây là chuyến công tác cuối cùng trước khi nghỉ hưu. Đình Triết gật đầu hiểu ý. Anh vốn định thông báo tin vui này với ông. Có điều thời điểm hiện tại không cho phép. Bố anh tuổi đã cao, sức khỏe đã không tốt như trước. Dù đã nhiều lần khuyên ông nên lùi về sau nghỉ ngơi, nhưng con người tham công tiếc diệt như ông lại không dễ dàng từ bỏ. Và hình như anh cũng thừa hưởng tính cách đó từ ông thì phải. Lúc này Hạ Anh mang ra từ trong phòng bếp ba cốc nước cam. Cô ta cẩn thận đặt lên bàn, mời mọi người uống rồi đứng sau vũ như chờ được sai bảo tiểu mỹ nhìn cốc nước cam trước mặt trong lòng bỗng có cảm giác bất an bởi vì chưa tiếp xúc nhiều với hạ anh nên tiểu mỹ không dám chắc cô ta có phải là người xấu hay không nhưng mỗi khi hạ anh xuất hiện cô luôn cảm thấy bất an tiểu mỹ con uống nước cam đi giọng nói của vũ như bất ngờ vang lên khiến tiểu mỹ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung rồi thu lại dáng vẻ lờ đễnh Cô nhìn cốc nước cam trước mặt Rồi khéo từ chối Dạ thôi mẹ Con không uống đâu Bây giờ con thấy hơi mệt Nên con muốn lên phòng nghỉ ngơi Vậy thì con mau lên phòng nghỉ đi Mọi chuyện ở đây có người lo rồi Rồi bà quay sang phía đình triết Vỗ nhẹ vào người anh một cái Còn mau đưa tiểu Mỹ lên phòng nghỉ ngơi Đồ đạc để hạ anh mang lên sau Nhưng mà đồ đạc nhiều lắm một mình cô ta mang hết có được không chuyện đó không phải lo đưa vợ lên phòng nhanh đình triết gật đầu làm theo ý mẹ anh cùng với tiểu mỹ đứng dậy trở lại phòng bước lên bậc cầu thang đầu tiên đình triết đưa tay đình đỡ tiểu mỹ con thắng thường bị từ chối đã dậy còn bắt gặp ánh mắt đầm đầm sát khí của cô đình triết đứng ngây người một lúc không hiểu lý do thì tiểu mỹ đã đi tới tầng trên Dội dàng theo tiểu Mỹ vào phòng Cánh cửa đóng lại Đình Triết lập tức thắc mắc Em sao thế? Giận anh chuyện gì sao? Không Em làm sao dám giận anh? Tiểu Mỹ ngồi bịch xuống giường Trả lời với giọng điệu khó chịu Nhìn thái độ hàng học của tiểu Mỹ Đình Triết khẳng định Chắc chắn đã xảy ra vấn đề Cô không muốn nói ra mà thôi Ngồi xuống bên cạnh Dòng tay qua eo ôm lấy cô từ đằng sau Anh nhẹ nhàng vỗ dành vợ à bực bội trong người không tốt cho con đâu em nói xem anh đã làm gì sai anh có làm gì sai đâu anh chỉ để người ta động vào người quan tâm người ta làm việc có nặng hay không thôi chứ anh có làm gì sai đâu hóa ra là cô vợ nhỏ của anh đang ghen mà lại ghen với người giúp việc mới trong nhà có thêm phụ nữ trẻ lại có cô vợ trẻ bên cạnh quả thực rất nhức đầu khi nãy anh cũng chỉ lo chuyện bao đồng nên mới buộc miệng nói ra câu đó. Chưa ai lại quan tâm người phụ nữ khác trước mặt vợ mình. Có vẻ như hành động vô thức của anh khiến cô giận dữ. Đình triết cúi đầu hôn lên đôi dài trần quyến rũ và hơi thở ấm nóng lên làn da mềm nhạy cảm. Tiểu Mỹ lập tức đẩy anh ra khỏi người, lớn tiếng. Anh đừng có dùng trò này để dụ dỗ em. Em đang mang thai đó, không dễ dụ đâu. Anh biết, nhưng mà em cũng phải nghe anh nói chứ anh có quan tâm gì đến hạ anh đâu anh chỉ nhất thời nói như vậy thôi chứ không có ý gì cả em cứ lo nghĩ lung tùng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe tiểu mỹ gật đầu đáp lại đình triết có lẽ do bị ảnh hưởng của việc mang thai nên cô mới suy diễn nhiều thứ tiêu cực thế nhưng trong lòng lại không tránh khỏi lo lắng và có phần bất an cô gái tên hạ anh kia càng nghĩ càng thấy có điều bất thường tiểu mỹ không thể đột ngột đề nghị cho Hạ Anh nghỉ việc khi không có lý do chính đáng. Cũng không thể vì sự ích kỷ cá nhân mà liên lụy đến những người xung quanh, nên đành chờ đợi. Bữa tối, trong nhà diễn ra đơn giản, nhanh chóng như thường ngày. Điều duy nhất thay đổi chính là bầu không khí vui vẻ, thoải mái hơn. Tiểu Mỹ mang thai đột nhiên nhận được đặc ăn từ Vũ Như. Bà hay hỏi hàng tình hình sức khỏe, rồi nấu những món ngon để cô bồi bổ, Trước sự chăm sóc tận tình của mẹ chồng, Đình Triết bỗng chốc trở nên là người thừa, bởi anh chưa kịp giúp Tiểu Mỹ thì Vũ Như đã làm thay. Để hai mẹ con có không gian riêng, Đình Triết xuống phòng sách làm việc. Công việc trong phòng riêng chỉ mới bắt đầu được nửa tiếng, bên ngoài lại gian lên tiếng gõ cửa. Đình Triết vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, thuận tiện nói lớn. Vào đi. Dài âm thanh chói tai phát ra khiến Đình Triết trao mày, đồng thời từ phía xa dàn lên tiếng bước chân. Tiếp đó là giọng nói của một cô gái. Cậu chủ, cà phê của cậu. Tôi có gọi sao? Dạ không phải đâu, tôi nghĩ cậu chủ làm việc nên cần một tách cà phê đóng cho tỉnh táo. Lần sau, tôi không yêu cầu thì đừng làm chuyện vô nghĩa, mang cà phê ra ngoài. Bị đình triết chấn chỉnh ngay khi muốn làm chuyện tốt, sắc mặt của Hạ Anh biểu lộ rõ sự khó chịu, trong lòng tất nhiên không vui Nhưng giới thân phận hiện tại Hạ Anh không dám làm cạn. Cô ta hít một hơi nhẫn nhịn Rồi cầm cốc cà phê lên Chẳng biết vô tình hay cố ý Cốc cà phê bị đổ Nước cà phê nhanh chóng loàn ra khắp bàn Và còn dính cả vào áo của anh Hạ Anh vội vàng lấy giấy Lúng túng Lầu áo cho đình triết Miệng không ngừng nói cầu xin Mặc cho đình triết chưa từng lên tiếng trách phạt cậu chủ tôi vô ý quá tôi tôi xin lỗi tôi xin lỗi cậu đình triết hất tay hạ anh ra khỏi người rồi tự mình lấy khăn lau cà phê vẫn còn dính trên áo anh trừng mắt nhìn hạ anh lớn tiếng quát ra ngoài nhưng mà ra ngoài mau hạ anh bị dọa cho hoảng sợ vội vàng rời khỏi phòng đứng bên ngoài dãy hành lang hạ anh quay đầu lại nhìn về phía căn phòng khỏe mồi khẽ nở một nụ cười đầy đắc ý. Bước chân trên nền đất gỗ ngày một, nhanh hơn, chiếc bóng in hằng trên vách tường lạnh lẽo. Đứng trước cửa phòng tiểu Mỹ, Hạ Anh liên tục gõ cửa, âm thanh dàn đền dồn dập, gấp gáp. Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng được mở ra, tiểu Mỹ cũng đứng ngay sau cánh cửa gỗ thấy Hạ Anh, cô trao mày tỏ vẻ khó chịu. Cô đến đây có chuyện gì không? À, cô có thể lấy cho tôi một cái áo cho cậu chủ được không? Áo? Để làm gì? Tại trên áo cậu chủ có dính vài thứ không lau được nên cần phải thay. Những lời Hạ Anh nói, Tiểu Mỹ nghe càng không hiểu. Đưa mắt quan sát Hạ Anh một lượt, Tiểu Mỹ thấy bộ dạng cô ta bây giờ không được đứng đắn cho lắm. Quần áo sọc sệt, tóc tai rối bù và cả những chiếc cúc trên áo được đóng dội hệt như thể vừa mới làm chuyện mờ ám nhận ra ánh mắt dò xét của tiểu mỹ hạ anh vội vàng cúi đầu xuống chỉnh sửa lại trang phục tay chân lóng ngóng cài mãi không xong một chiếc cúc áo hệt như đang sợ hãi điều gì đến nỗi làm việc không dững chậm rãi ngẩng đầu nhìn tiểu mỹ hạ anh lắp bắp ờ cô chủ cô có thể lấy áo cậu chủ cho tôi được không bây giờ cũng đã khuya một cô gái đột nhiên đến phòng ngủ muốn lấy áo chồng mình với lý do khó chấp nhận tiểu mỹ không thể không nghi ngờ thay vì đưa áo cho hạ anh tiểu mỹ muốn tự mình đem đến cho đình triết tôi tự mang sang cho anh ấy cô đi làm việc khác đi nhưng mà cậu chủ muốn tôi đem tới nếu không nếu không thì sao tôi là vợ của anh ấy cô tốt nhất nên làm tốt bổn phận của mình thì hơn dạ hạ anh cúi đầu không dám hé nửa lời rồi nhanh chóng rời khỏi tiểu mỹ ở lại nhìn theo bóng dáng cô ta khuất giận mà trong lòng không khỏi cảm thấy hỗn loạn trở lại giàu tạm lấy một chiếc áo phòng rồi mang đến phòng sách tiểu mỹ thực sự muốn biết rốt cuộc khi nãy giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì đứng trước phòng không một tiếng gõ cửa hay xin phép tiểu mỹ trực tiếp đẩy cửa bước vào trong thu gọn trong tầm mắt cô là hình ảnh đình triết đang lao dọn lại bàn làm việc cùng với mớ giấy tờ lộn xộn bị giấc ngổn ngang dưới đất chậm chậm bước tới chỗ anh cô hỏi sao phòng lại bừa bộn thế này đình triết ngẩng đầu lên nhìn tiểu mỹ anh khá bất ngờ khi cô đột ngột xuất hiện ở đây nhưng rồi vẫn vui vẻ trả lời khi nãy cà phê bị đổ ra bàn nên anh dọn dẹp lại một chút em tìm anh có gì không đến đưa áo cho anh thôi đưa áo. Hà anh tới phòng tìm em, nói anh đang cần cái áo mới để thay. Hà anh còn nói nếu không phải cô ta mang đến thì anh sẽ không mặc, nên em muốn xem thử vợ mang áo đến anh có mặc hay không. Nhìn chiếc áo trên tay tiểu mỹ, đinh triết lập tức hiểu ra mọi chuyện. Anh thông minh vậy mà cuối cùng vẫn bị mắc bẫy của một á hồ ly đang còng lưng lau dọn lại đống đồ bừa bộn do hạ anh gây ra thế mà sau lưng cô ta lại biến anh trở thành một kẻ không đứng đắn sắc mặt của tiểu mỹ bây giờ trông cực kỳ khó coi tâm trạng dĩ nhiên không vui và anh biết cô cần một lời giải thích em nhìn xem cà phê dính đầy trên áo anh không thấy cái mới làm sao mà được giả lại giờ anh mang tới chắc chắn anh phải mặc chứ vậy người phụ nữ khác mang tới anh có mặc không câu hỏi này vừa muốn khẳng định vừa muốn xác nhận tiểu mỹ của hiện tại không còn là một cô gái hiểu chuyện đình triết không cảm thấy phiền ngược lại còn vô cùng thích thú bởi khuôn mặt cô lúc ghen thực sự rất dễ thương có điều tiểu mỹ đang mang thai anh không thể để cô phải suy nghĩ đình triết tự tay cởi chiếc áo dính bẩn dứt xuống đất trực tiếp bước đến chỗ tiểu mỹ khoảng cách giữa hai người dường như chỉ đủ để tiểu mỹ ngẩng đầu lên nhìn anh Đình Triết cầm tay Tiểu Mỹ nhẹ nhàng yêu cầu. Mặc áo cho anh. Thế còn cái áo kia thì sao? Bẩn rồi, người phụ nữ khác chạm vào rồi, không cần đến nó nữa. Tiểu Mỹ gật đầu, ngoan ngoãn giúp Đình Triết mặc áo. Xong việc, anh còn hôn lên môi cô, còn nhiều phần thưởng cho việc đã làm. Xoa nhẹ gò má mềm ứng hồng, dị ngượng, anh cười sau này không phải ghen tuông vô cớ anh tự biết tránh xa các cô gái khác ai mà biết được chứ mấy tháng nữa bụng em to lên rồi người cũng không còn như bây giờ anh lại đi tìm người khác thì sao đình triết khẽ thở dài một tiếng ôm tiểu mỹ vào lòng miệng lại nói ra những lời lưu manh vợ nhỏ à em có biết có thể em hấp dẫn anh đến như thế nào không cho dù em đang mang thai thì vẫn không thể cưỡng lại anh đồ lưu manh lưu manh với một mình em thôi tiểu mỹ đánh vào ngực đình triết mấy cái cho bỏ tức cái miệng ăn mắm ăn muối của anh không thể bỏ tật lưu manh thấy cô vợ nhỏ không còn giận đình triết liền thở vào nhẹ nhõm nghĩ đến hạ anh đình triết cảm thấy không thể để cô ta ở lại phong gia mới ngày đầu cô ta đã bày trò khiến tiểu mỹ nghi ngờ đã vậy còn dám qua mặt anh mẹ anh từ trước đến nay luôn là một người khó tính ngay cả việc chọn lựa đồ vật để trang trí cũng cặn kẽ chứ đừng nói đến việc tuyển người làm không biết bằng cách nào mà hạ anh lại được vào đây làm việc nhưng chắc chắn không phải là thứ gì trong sạch nếu hạ anh vẫn còn ở phòng già sớm muộn thế nào thì anh và tiểu mỹ cũng có chuyện tiểu mỹ dạ Đôi bàn tay nhỏ đang ôm lấy anh, chậm rãi hạ xuống. Tiểu Mỹ chớp mắt dài cái nhìn đình triết. Sao vậy anh? Em về phòng nghỉ ngơi chút đi. Anh muốn nói chuyện với mẹ một lát. Có lâu không? Nhớ anh sao? Tiểu Mỹ gật đầu đáp lại. Kể từ sau khi chuyện của Hân Nghiên, Tiểu Mỹ giống như một đứa trẻ luôn lẻo đẻo theo sau anh. Đình triết đi đâu, làm gì? Cô đều hỏi rõ ràng, đầu cuối dù một chi tiết cũng không bỏ sót. Mỗi khi thấy cô gái khác có động thái hay lại gần anh, mặc cho đó là một khoảng cách khá xa, Tiểu Mỹ cũng cảm thấy khó chịu. Cô không muốn hiểu chuyện như lúc trước, càng không muốn ngoan ngoãn răm rắp nghe theo. Bên cạnh đình triết biết bao nhiêu phụ nữ, cô không mạnh mẽ sẽ không giữ được anh. Nhẹ nhàng nâng cầm Tiểu Mỹ lên, đôi môi mềm áp sát môi cô. Chiếc lưỡi nhỏ ranh mảnh cậy mở hàm răng, tiến sâu vào bên trong, cảm nhận mật ngọt tiểu mỹ ôm lấy cổ đình triết thuận theo nụ hôn ngọt ngào của anh có lẽ vì đã quen với những chuyện giống như vậy nên tiểu mỹ không một chút phản kháng và hương vị này cả cô cũng không nở rời xa được chừng một lúc đình triết tự động buông tay trước tay anh mơn trớn gò má cô nhỏ giọng về phòng đợi anh tiểu mỹ mỉm cười nghe theo Ngoảnh đầu nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa, cô mới yên tâm trở về phòng. Dỗ dành cô vợ nhỏ xong, Đình Triết liền đến tìm Vũ Như. Đứng trước cửa phòng, Đình Triết đưa tay lên gõ cửa. Rất nhanh sau đó, phía bên cánh cửa dàn lên giọng nói quen thuộc. Vào đi. Được sự cho phép, Đình Triết trực tiếp bước vào bên trong. Thấy mẹ mình vẫn chưa ngủ, anh tiến lại chỗ bà đang ngồi để lên tiếng. Mẹ có bận không? Con có chuyện cần nói với mẹ Nhận ra giọng con trai Vũ Như liền hạ quyển sách trên tay xuống ngẩng đầu lên nhìn anh ra hiệu Con ngồi xuống đây rồi nói chuyện Đình triết nhanh chóng làm theo lời bà Và không hề mất thời gian Anh đi thẳng vào vấn đề Mẹ cho Hạ Anh nghỉ việc đi Vũ Như tròn xoe mắt ngạc nhiên Lời Đình Triết nói Không phải là lời đề nghị Mà là yêu cầu Anh đang yêu cầu bà là một chuyện vô lý không có lý do có biết bao nhiêu người muốn vào phong gia làm việc khó khăn lắm bà mới tìm được một người ưng ý nói đuổi không thể đuổi dễ dàng ít nhất phải có lý do chính đáng thái độ của vũ như nhanh chóng bình tĩnh trở lại nhấp một ngụm trà nóng cho ấm giọng bà chậm rãi hỏi lại cho mẹ lý do để đuổi việc nó chỉ là con không thích cô ta làm việc ở đây thôi quản gia lương đang làm việc rất tốt. Tuy thời gian này bà ta chưa thể làm việc trở lại, nhưng thôi, không phải lý do. Con sợ tiểu Mỹ ghen nên muốn mẹ cho hạ anh nghỉ việc phải không? Đình Triết hoang mang đôi chút, khi chỉ qua vài câu nói dường như đã đoán được mục đích của anh. Đối diện với ánh mắt bà, anh chỉ biết né tránh, bởi hiện giờ anh không biết giải thích ra sao. Thừa nhận không phải, phủ nhận thì càng không sự im lặng bao trùm căn phòng giống như một câu trả lời cho câu hỏi từ bà đặt tách trà về vị trí cũ bà hít một hơi thật sâu rồi cười nhạt tiểu mỹ đúng là trẻ con chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng mà đuổi việc một người không lý do mẹ thấy con chịu vợ quá rồi đó chuyện này không phải là lỗi của tiểu mỹ là do con muốn như vậy tóm lại ngày mai con không muốn hạ anh xuất hiện trong căn nhà mình nữa cái thằng này ăn nói như vậy với mẹ đó sao? đình triết im lặng không trả lời khiến vũ như thèm tức giận. vũ như không nghĩ xa như đình triết mà bà còn suy diễn theo một hướng khác. bà cho rằng bản thân chỉ mới mở lòng với tiểu mỹ một chút vì cô đang mang thai mà cô lại được nước lớn tới đòi hỏi đủ điều. trong suy nghĩ của vũ như chưa một lần bà coi tiểu mỹ là người tốt cho dù cô đang mang thai cháu bà thì định kiến trong lòng bà vẫn không thay đổi. Nén cơn tức giận vào trong lòng, Vũ như tự tốn từ chối yêu cầu của định triết. Mẹ sẽ không đuổi việc bất kỳ ai nếu không có lý do chính đáng. Còn về vợ con. Con đã nói tiểu Mỹ không liên quan đến chuyện này. Tất cả đều do con tự quyết định. Chẳng biết từ bao giờ, Đình Triết lại có thói quen ngắt lời khi bà đang nói. Vũ Như nhíu mày khó chịu, Bà chưa từng dạy anh hành động xấu như thế. Từ khi cưới tiểu Mỹ, Đình Triết thay đổi hẳn, không còn giống đứa con trai mà bà luôn tự hào. Cuộc nói chuyện này, nếu tiếp tục sẽ không có kết quả tốt đẹp, Vũ Như lập tức kết thúc. Sẽ không có chuyện hạ anh bị đuổi. Đừng nghĩ đến chuyện, mẹ sẽ làm theo ý con. Bây giờ thì ra ngoài, mẹ cần nghỉ ngơi. Đình Triết nhìn Vũ Như, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, mà không nói một lời. Nhưng anh đâu biết, Khoảnh khắc thấy anh quay lưng Vũ Như đã tức giận đến nhường nào Chuyện vừa diễn ra Bà để trong lòng Rồi tự suy diễn đến những điều liên quan Nghĩ đến lý do gì sao Đình triết thay đổi Tiểu Mỹ ngồi trong phòng Cảm thấy ngột ngạt Đã dậy nước trong phòng còn hết Nên quyết định xuống bếp lấy thêm Giữa bước chân vào bếp Bóng dáng Hạ Anh lập tức xuất hiện trước mặt cô Nhìn lên đồng hồ treo tường Bây giờ cũng đã khuya Công việc ngày mai chưa cần Vậy mà cô ta vẫn còn thức Tiểu Mỹ đứng ngay người một lúc Rồi coi Hạ Anh không ở đây Mà tiến đến chỗ tủ lạnh lấy nước Âm thanh mở tủ lạnh phát ra Khiến Hạ Anh chú ý Bàn tay đang chăm chăm lau dọn bếp Lập tức dừng lại Hạ Anh chậm rãi quay đầu nhìn về sau Vừa nhìn thấy Tiểu Mỹ Khóe môi cô ta liền nở một nụ cười Cô chủ Người mang thai uống nước lạnh không tốt đâu Sẵn có cốc sữa ấm tôi vừa mới pha, mời cô uống. Tiểu Mỹ quan sát cốc sữa trên tay Hạ Anh, im lặng không đáp, trong lòng không khỏi hoài nghi về cốc sữa. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên xảy ra như vậy, trong nhà không một ai uống sữa vào buổi tối, thế mà Hạ Anh lại pha sữa, rồi đúng lúc cô xuống lấy nước thì đưa cho cô uống. Tiểu Mỹ dám chắc trong cốc sữa có những thứ không bình thường. Tay cô bất giác ôm lấy bụng mình, như một phản xạ không điều kiện, đôi chân lùi về sau mấy bước, lắc đầu từ chối. Cảm ơn, nhưng tôi không muốn sữa vào buổi tối. Sao lại không chứ? Sữa rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Không lẽ cô nghi ngờ tôi bỏ độc hay là thuốc phá thai vào đây? Tiểu Mỹ lắc đầu, vẻ mặt đầy hoang mang, chẳng biết là cô đang phủ nhận hay đồng ý với những lời Hạ Anh nói Hiện tại cảm xúc trong lòng tiểu Mỹ vô cùng hỗn loạn, nhịp tim đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Một lúc trước, cô còn cảnh cáo Hạ Anh không được có suy nghĩ về giảng đình triết, vậy mà bây giờ cô lại sợ hãi đến nỗi nói không nên lời. Nhưng quả thực, Hạ Anh lúc này vô cùng đáng sợ, nụ cười nham hiểm cùng ánh mắt chầm chầm nhìn xuống bụng cô, như thể muốn làm hại đứa bé trong bụng. Bước chân của Hạ Anh, từng bước từng bước chậm rãi tiến đến chỗ tiểu Mỹ. Cô ta bây giờ giống như người bất đi lý trí, không sợ bất kỳ điều gì, ngược lại còn mang đến cho người đối diện cảm giác hoang mang cực độ. Trong không gian hàng hẹp của gian bếp, tiểu Mỹ hoàn toàn lép dế so với Hạ Anh. Sắc mặt tiểu Mỹ nhợt nhạt, đôi mắt chứa đựng bao nỗi hoang mang. Hạ Anh thì luôn mỉm cười với cô, không chỉ dừng lại ở việc bước tới, Hạ Anh còn tiếp tục nắm lấy tay tiểu Mỹ, ép buộc cô cầm cốc sữa nóng, nhẹ giọng trấn an. Cô chủ uống sữa đi, cốc sữa này không có thuốc phá thai đâu, nên cô không cần phải sợ. Tôi, tôi không uống. Đừng phụ công sức của tôi chứ, cốc sữa này rất tốt cho đứa bé trong bụng. Uống đi, một chút thôi cũng được. Tay Hạ Anh đặt lên tay tiểu Mỹ, ép cô cầm vào thân cốc. Sữa trong cốc vẫn còn nóng, nên giỏ thị tinh bên ngoài cũng nóng theo. Lòng bàn tay tiểu Mỹ nóng ràng, đầy đau đớn, nhưng không tài nào rút ra nổi vì sức của Hạ Anh rất mạnh. Đột nhiên, tiểu Mỹ cảm thấy sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp lạ thường. Cô quay đầu về phía sau, không phải là bức tường lạnh lẽo mà là thân hình to lớn của đình triết. Một tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại lấy cốc sữa từ chỗ hai người rồi trực tiếp ném mạnh xuống đất. Những mảnh vụn của nó cứ vào đôi bàn chân trắng nõn kia của Hạ Anh, tạo trên đó những vết thương. Mặc kệ ai đó đang trao mày vì chân đang chảy máu do anh gây ra, Đình Triết cầm lấy bàn tay đỏ ứng của Tiểu Mỹ lên xem xét. Em có đau lắm không? Anh bồi thuốc cho em nhé. Không, em ổn. Đình Triết liên tục xoa nhẹ lên chỗ da thịt bị đỏ của Tiểu Mỹ. Đột nhiên, một âm thanh ròn rã dàn lên. Nằm ngón tay thon dài, in hằn trên gương mặt của Hạ Anh, một dệt bàn tay đỏ ửng. Tiểu Mỹ hoàn toàn không tin vào những gì mình đang thấy. Khi nãy Đình Triết vẫn còn nắm tay cô ta kiểm tra, vậy mà trong chốc lát đã quay sang đánh Hạ Anh. Khuôn mặt Hạ Anh bị lệch sang một bên, mái tóc rủ xuống, che khuất đi một bên mặt. Cô ta bất giác đưa tay lên chạm vào mặt mình, chậm rãi cảm nhận cơn đau đang truyền đến. Cả gian phòng như dừng lại sau hành động của Đình Triết. Phải mất đến vài phút, tiểu Mỹ mới hoàng hồn, trở lại, dội vàng kéo áo anh. Triết, anh làm gì vậy? Sao lại đánh cô ta? Đình Triết không đáp lại tiểu Mỹ, ánh mắt đầy giận dữ, dẫn dán chặt vào người hạ anh. Khuôn mặt của Đình Triết đen lại, gầm lên từng chữ. Nếu như cô còn dám động đến tiểu Mỹ, mọi chuyện không đơn giản chỉ dừng lại ở một cái tác đâu. Dứt lời, Đình Triết kéo tay tiểu Mỹ rời đi, bỏ mặt hạ anh đứng lại trong gian bếp với mớ hỗn độn bước đến cầu thang hai người bắt gặp vũ như đang đứng trên đó từ bao giờ không biết là bà chứng kiến được những gì biết được bao nhiêu Đình triết trực tiếp đưa tiểu mỹ đi ngang qua bà vũ như quay đầu nhìn theo hai người cho đến khi không nhìn thấy nữa rồi quay sang xem xét thái độ hạ anh một lúc rồi mới rời đi gian bếp chỉ còn lại một mình hạ anh lúc này cô ta ngẩng đầu lên sau cái tác của đình triết nhìn vết thương đang rỉ máu trên chân hạ anh nắm chặt tay đôi mắt hẳn lên những tia máu đỏ đầy phẫn nộ lần đầu tiên hạ anh bị đánh hơn nữa lại còn bị đánh bởi một người đàn ông xa lạ vết thương đang rỉ máu dưới chân kia không là gì so với sự tủi nhục mà hạ anh vừa phải gánh chịu cô không nhắm mắt cho qua vào trong phòng đình triết đóng sầm cửa lại âm thanh dàn lên lớn đến nỗi cánh cửa gỗ kia tưởng chừng như sắp rời khỏi bản lề tiểu mỹ theo chân đình triết vào trong ngoan ngoãn ngồi xuống giường mà không dám nói lời nào cô biết hiện giờ anh đang rất tức giận không chỉ vì hành động của hạ anh mà khi nãy cô đã không tự bảo vệ được chính mình chỉ là lúc đó đối diện với hạ anh cô không còn khả năng phản kháng cô ta nham hiểm hơn vẻ bề ngoài của mình Khoảnh khắc Hạ Anh nhìn chầm chầm vào bụng, Tiểu Mỹ rất sợ cô ta sẽ làm hại đến đứa con của mình, sợ không thể bảo vệ được con. Tiểu Mỹ nghỉ ngợi một lúc lâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn đình triết. Thật không ngờ lại bắt gặp ánh mắt tức giận của anh. Cô dội dàng cúi đầu xuống, nhưng chưa kịp làm hành động đó thì đã bị anh giữ lại. Tiểu Mỹ, em là đồ ngốc sao? Cô ta bắt em cầm cốc nước nóng mà em vẫn cầm sao? không biết đường phản kháng ạ à? em em biết nhưng mà em không rút tay khỏi tay cô ta được dù sao đình triết vẫn là người ngoài anh sẽ không thể hiểu được cảm giác lúc cô đối diện với hạ anh ra sao bao nhiêu sự bình tĩnh thường ngày của cô bỗng chốc biến mất tay chân bổn ruộng chẳng làm được gì tiểu mỹ nhìn sâu vào trong đáy mắt của đình triết khỏe môi bất giác khẽ công lên một nụ cười tự chế giễu em là đứa ngốc, không biết phản kháng lại có phải không anh? Bàn tay bóp chặt chiếc cầm nhỏ của anh, lập tức buông lỏng. Đình triết hạ mình xuống, ngang bằng với tiểu Mỹ. Bây giờ anh mới nhận ra bản thân khi nãy đã lờ đi. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Đình triết nắm lấy tay tiểu Mỹ trấn an. Anh xin lỗi, tại anh nóng giận nên nói vậy. Không phải lỗi tại anh, tại em quá yếu đuối, không biết phản kháng thôi. Được rồi, không nhắc lại chuyện này nữa. Sau đây tránh xa hạ anh là được rồi. Không thể cho cô ta nghĩ việc được sao? Đình triết hơi khựng lại rồi lắc đầu. Tiểu Mỹ liền hiểu ý, không hỏi gì thêm. Dù sao Hạ Anh cũng là người do vũ như tuyển về đây. Có muốn đuổi cũng phải hỏi ý kiến của bà. Chuyện không thành, chắc chắn là do vũ như không đồng ý. Đình triết im lặng suy tư một lúc, nhưng nghĩ ra được giải pháp anh liền mỉm cười nói với cô ngày mai chúng ta sẽ dọn ra ở riêng ra ở riêng liệu mẹ có đồng ý không anh chỉ cần bố đồng ý là được ngày mai chúng ta sẽ dọn đi ngày hôm sau đồ đạc của đình triết và tiểu mỹ được thu xếp và chở đến căn nhà riêng chuyện dọn ra ngoài sống hai người đã bàn bạc bà qua bố sau khi được sự đồng ý liền lập tức tiến hành còn về phía vũ như với cương vị là một người mẹ dĩ nhiên bà ta sẽ không đồng ý để con trai mình ra ngoài nhưng đình triết đã quyết thì không thể thay đổi cách giải quyết mọi chuyện vô cùng đơn giản Vũ như chỉ cần cho hạ anh thua việc nhưng dù có nói đến thế nào bà nhất quyết không chịu đuổi hạ anh đình triết vì nghĩ cho sự an toàn của vợ và con nên mang tiếng xấu không nghĩ cho mẹ đành phải dọn ra ngoài ở anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Tiểu Mỹ, vì sau lưng anh còn có cả công ty cần quản lý. Tiểu Mỹ càng không thể đi theo anh suốt ngày, bởi cô cần nghỉ ngơi. Sau những chuyện hà anh làm, để Tiểu Mỹ ở nhà, Đinh Triết thực sự không yên tâm. Vì thế dọn ra ở riêng là quyết định tốt nhất. Cả hai người dọn đến căn biệt thự cách công ty Đinh Triết làm không xa, vừa để tiện đường đến cơ quan, cũng như để Tiểu Mỹ dễ dàng tới chỗ anh mỗi khi cô muốn mà không phải đi xa. Đầu giờ chiều, đồ đạc cá nhân và những vật dụng cần thiết được mang đến biệt thự. Tất cả mọi thứ trong nhà đều được trang hoàng lại giống như mới. Bước vào bên trong, Tiểu Mỹ bị choáng ngợp bởi không gian và cách trang trí phòng, giống như cô đang lạc vào thế giới khác. So với phòng già, căn biệt thự này nhỏ hơn nhiều, nhưng đình triết. Và Tiểu Mỹ không hề cảm thấy ngột ngạt, ngược lại vô cùng thích thú ở đây còn có cả phòng riêng cho đứa con sắp chào đời của hai người mọi thứ như thể đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới em thấy ở đây có ổn không Tiểu Mỹ quay đầu nhìn Đình Triết mỉm cười rất tốt chứ nhưng mà còn mẹ thì sao mẹ sẽ giận chúng ta lắm vì đã làm trái lời mẹ chuyện đó em không cần lo lắng anh sẽ lựa lời nói với mẹ để đến khi mẹ nguôi giận sẽ đến thăm chúng ta thôi. Giả lại, mẹ không bỏ rơi cháu mình được đâu. Đình Triết xoa nhẹ bụng tiểu Mỹ, cảm nhận một sinh linh bé bỏng đang dần hình thành bên trong cô. Mẹ của anh tuy có khắc khe, cổ hủ hay cố chấp, thì mẹ cũng không thể nào bỏ rơi cháu mình được. Nếu suy nghĩ của anh là đúng, thì dài ngày nữa, mẹ sẽ tự mang đồ ăn tắm bổ đến cho tiểu Mỹ và lo cho đứa bé. Tìm mẹ anh không phải làm từ sỏi đá Tiểu Mỹ Dạ Đồ đạc chuyển vào đây hết rồi Trong tủ lạnh cũng có đồ ăn dự trữ Em muốn ăn gì đều có Bây giờ anh phải đến công ty hợp Tối có thể về muộn Đừng chờ anh nhé Em đợi anh được mà Không được Em còn phải lo cho con nữa Đừng có cứng đầu biết chưa Tiểu Mỹ gật đầu đáp lại Đình triết mỉm cười hài lòng Hôn lên tráng cô rồi rời đi Cánh cửa gỗ đóng lại Tiểu Mỹ trở về giới cảnh Một người trong căn nhà trống Có điều ở đây tùy lạ lẫm Nhưng Tiểu Mỹ không cảm thấy ngột ngạt Ít nhất thì cô tránh mặt được mẹ chồng Và không cần phải đề phòng bất kỳ ai Lấy vài miếng táo gọt sẵn trong tủ Tiểu Mỹ ngồi xuống ghế nhầm nhì Cùng ly trà ấm Nhớ đến vài chuyện xảy ra ngày hôm qua Tiểu Mỹ thắc mắc lý do khiến Hạ Anh Có những hành động như thế Nói thẳng ra Cô và Hạ Anh chưa từng quen biết nhau, thậm chí hôm qua mới là lần gặp đầu tiên. Vậy mà cô ta gây chuyện khiến cho cô hiểu lầm đình triết, rồi cả thái độ hăm dọa đối với đứa bé trong bụng. Tại sao Hạ Anh lại làm những chuyện này đối với cô, mặc dù hai người không hề quen biết, cũng chẳng thù oán. Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu tiểu Mỹ, mãi không thôi. Và cô đang cố gắng tìm lý do. Hạ Anh là do Vũ Như thuê về phong gia làm việc, Chắc hẳn đứng sau phải có nguyên nhân khiến bà chấp nhận để con trai mình ở riêng, chứ nhất quyết không đuổi việc cô ta. Đang miên man suy nghĩ, bên tai cô lại truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu Mỹ giật mình, thu lại ánh mắt lơ đỉnh rồi nhanh chóng đứng dậy. Vừa đi, Tiểu Mỹ dự đoán không biết liệu có phải Đình Triết hay không, bởi hai người chỉ mới chuyện đến đây thì còn ai biết địa chỉ. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Thu gọn trong tầm mắt Tiểu Mỹ là bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông. Tiểu Mỹ đứng hình khoảng vài giây, cơ miệng bắt đầu hoạt động mà phát ra tiếng. "Tử, Tử hậu Một bó hoa nhỏ được đặt trước mặt cô, cùng ánh mắt trìu mến của vị giáo sư lâu ngày không gặp, khiến Tiểu Mỹ ngạc nhiên. Tử Hạo mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên, phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng. "Tiểu Mỹ, lâu ngày không gặp." em vẫn khỏe chứ? Như bị một giật vô hình tác động, Tiểu Mỹ giật mình thu lại ánh mắt lờ đỉnh, gật đầu bối rối đáp. Dạ, lâu ngày không gặp, giáo sư vẫn khỏe chứ. Mà sao giáo sư biết chỗ mới của em mà đến thế? Tình cờ biết được thôi, tại vì anh cũng ở gần đây. Mẹ em cũng đừng gọi tôi là giáo sư nữa. Tôi đâu còn dạy học cho em đâu. À, dạ, em hiểu rồi. Tiểu Mỹ hơi cúi đầu, hai gò má ửng hồng vì ngượng ngùng tử hạo đến một cách bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị nên bộ dạng của cô bây giờ có phần hơi nhếch nhác gặp lại tử hạo trong tình huống này tiểu mỹ nhất thời không biết mở lời ra sao nên cứ im lặng để bầu không khí bớt căng thẳng tử hạo đưa bó hoa cho tiểu mỹ đây là hoa tôi mua tặng em sau này chúng ta thành hàng xóm rồi có gì giúp đỡ nhau nhé cái này tôi không có ý gì đâu chỉ là ít quà nhỏ ra mắt thôi Nếu em không thích Có thể bỏ nó đi Không sao Em cảm ơn anh Tiểu Mỹ vui vẻ Nhận bó hoa của tử hậu Dù sao đó cũng chỉ là một món quà nhỏ Cô có nhận cũng không có vấn đề Nhớ đến lời tử hậu vừa nói khi nãy Tiểu Mỹ có chút ngạc nhiên Khi biết tử hậu là hàng xóm Lúc trước khi tử hậu Vẫn còn dạy cho cô Cô nhớ anh từng nói Mình sống ở khu phố bên kia bây giờ nghĩ lại tiểu mỹ hơi thắc mắc anh chuyển nhà đến đây từ khi nào thế em nhớ lúc trước anh nói anh ở khu phố bên cạnh mà tử hạo có hơi lúng túng bởi hắn không nghĩ tiểu mỹ vẫn còn nhớ đến chuyện này nở một nụ cười gượng gạo tử hạo trả lời cho có lệ à do công việc nên tôi mới chuyển sang đây sống thôi tôi cũng không nghĩ là em và đình triết lại chuyển sang đây ở phòng già có chuyện gì sao chút chuyện gia đình thôi mà. Lời tiểu Mỹ đang nói, đột ngột dừng lại không tiếp tục. Sắc mặt cô dần đen lại, ánh mắt biểu lộ rõ, dễ hoảng loạn, giống như thể đang nhìn thấy một điều rất kinh khủng. Tử hạo nhanh chóng nhận ra thái độ của tiểu Mỹ, hắn lập tức quay người về sau. Hình ảnh hiện lên trong mắt là Đình Triết. Không biết Đình Triết đã xuất hiện từ bao giờ, nghe được bao nhiêu chuyện, nhưng dường như giữa họ lại bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn nhỏ khỏe môi tử hạo khẽ công lên nở một nụ cười đầy đắc ý hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này tử hạo quay người lại coi như chưa từng nhìn thấy đình triết hắn tiến thêm một bước khiến khoảng cách giữa hắn và tiểu mỹ chỉ còn cách một đoạn nhỏ điềm tĩnh nói tiểu mỹ tôi có việc phải đến bệnh viện buổi gặp mặt hôm nay đến đây thôi khi khác tôi sẽ tới thăm em Tiểu Mỹ vẫn còn đang hoang mang vì sự xuất hiện của Đình Triết nên chẳng bận tâm đến mấy lời Tử Hạo nói. Tử Hạo nhanh chóng rời khỏi biệt thự, lúc đi ngang qua Đình Triết còn tỏ vẻ đắc ý, rồi dừng lại thì thầm bên tai. "Chúng ta còn gặp nhau lâu dài." Không một tiếng đáp lại cho sự thách thức của Tử Hạo, Đình Triết bỏ ngoài tai mấy lời hắn nói, anh trực tiếp bước đến chỗ Tiểu Mỹ đang đứng giật lấy bó hoa từ tay cô, ném thẳng vào thùng rác, kéo tiểu Mỹ vào bên trong. Sắc mặt đình triết, tối sầm lại, ánh mắt đỏ ngầu, đầy giận dữ. Cổ tài tiểu Mỹ đau điếng, cảm giác giống như xương khớp bên trong sắp bị gãy đôi. Lúc thấy đình triết đứng sau lưng tử hạo, tiểu Mỹ sớm biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Anh vốn không thích cô nói chuyện với người đàn ông khác, đặc biệt là tử hạo. Nhưng cuộc gặp mặt lần này là tình cờ không phải do cô cố ý tiểu mỹ không dám phản kháng cũng không tỏ vẻ khó chịu mặc dù cổ tay đang rất đau lấy hết can đảm vốn có tiểu mỹ chậm rãi tiến về phía đình triết ngẩng đầu lên nhìn anh nhỏ giọng chuyện khi nãy không phải tiểu mỹ còn chưa nói dứt câu đôi môi mềm đã bị chiếm đoạt một cách thô bạo cả cơ thể cô đều nằm gọn trong vòng tay anh có dùng dãy cũng không thể nào thoát ra Triết, dừng, dừng lại đi Đừng làm vậy, em đang mang thai Bên tai đình Triết Truyền đến giọng nói cầu xin của tiểu Mỹ Nhận ra điều bản thân đang làm Anh lập tức dừng lại Bàn tay chậm rãi rời khỏi cơ thể cô Dù có chút quyến luyến Tiểu Mỹ giơ hai tay lên Nhưng muốn che chắn Phần trên bị lộ Do chiếc áo chẳng còn nguyên dạng Cô hơi cúi đầu Gò má ửng hồng không phải vì ngượng ngùng Mà vì nhiệt độ cơ thể đang nóng lên Đôi da gầy ruông lên vì lạnh Đình triết dội vàng ôm lấy tiểu Mỹ Bàn tay khẽ vuốt mái tóc Dài mượt của cô Nhỏ giọng Anh lại ghen rồi Xin lỗi em Có đau lắm không Có đau nhưng không sao Chuyện khi nãy không phải do em mời tử hạo đến Là anh ta tự đến Đình triết Em Được rồi không trách em sau này tránh xa tên Tử Hạo ra là được. Tử Hạo sống gần nhà chúng ta, sẽ rất khó để tránh mặt. Tên đó ở gần nhà chúng ta sao? Dạ phải, Tử Hạo nói anh ta mới chuyển đến sống gần đây thôi. Chuyện Tử Hạo đột ngột chuyển đến gần chỗ hai người, Ninh Trí cảm thấy có chút bất thường, hôm nay là ngày đầu tiên hai người dọn vào đây, Tử Hạo lại chủ động sang và tặng hoa cho tiểu mỹ dù biện bao lý do đình triết vẫn cảm thấy không đúng sự trầm tư của đình triết khiến cho tiểu mỹ nghi ngờ cô quờ tay mấy cái trước mặt anh ra hiệu triết anh sao thế không có gì mà tử hạo sống gần nhà chúng ta đó em đỡ phải hẹn gặp mặt hắn bên ngoài làm gì cho mất công không phải em không có ý hẹn anh ta em không có Nhìn tiểu Mỹ ra sức năng đỉ Minh oan cho bản thân Đình triết lại không nhìn được cười Mờn trấn gò má hồng của cô Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái Anh không muốn em tiếp xúc với tử hạo Dù gì tử hạo cũng là giáo sư cũ của em Nếu tránh mặt thì sẽ Sẽ thế nào Tiểu Mỹ lắc đầu không trả lời Thái độ đình triết giận dữ như vậy Cô sao dám nói lý do? tính anh vốn hay ghen lại không thích tử hạo ngay từ đầu nếu cô cố tình làm trái ý khác nào khiến tình cảm của hai người đi xuống đình triết đã không thích tiểu mỹ không dám chống đối cô nhón chân hôn nhẹ lên môi anh cảm đoàn em không gặp tử hạo nữa anh không được ghen được rồi không ghen anh định thuê giúp việc nhà em thấy thế nào nghe đến hai chữ giúp việc tiểu mỹ đột nhiên chột dạ trong lòng cảm thấy không yên tâm, liền kịch liệt phản đối. Không cần thuê giúp việc đâu, em tự lo cho mình được. Sao như thế được, em đang mang thai, không nên vận động nhiều, có giúp việc sẽ nhàn hơn. Không, em không muốn, không muốn. Có lẽ Tiểu Mỹ vẫn còn ám ảnh chuyện của Hạ Anh nên mới nhất quyết không thuê giúp việc, dù sao thuê hay không thì cũng đều muốn tốt cho cô, nếu cô đã không muốn, anh cũng không ép vậy thì anh không thuê giúp việc nữa nhưng em cũng không được làm nhiều việc đâu đó em biết rồi đình triết cười nhẹ xoa đầu tiểu mỹ dài cái rồi lên phòng lấy tài liệu đến công ty những ngày sau đó cuộc sống của đình triết và tiểu mỹ diễn ra êm đềm tử hạo đã không còn xuất hiện trước cửa nhà như ngày đầu tiên hai người chuyển đến thỉnh thoảng tiểu mỹ cũng thắc mắc nhà của tử hạo gần chỗ cô nhưng mà sau vài lần thử kiểm tra đều không nhận ra kết quả. Giống như thể tử hạo không hề sống ở đây. Thấm thoát cũng hơn một tuần trôi qua, kể từ khi hai người chuyển ra ngoài sống riêng. Sau khi xảy ra xích mít, không có một cuộc gọi hỏi thăm từ vũ như và cũng không thấy bà đến thăm cháu mình. Trong suốt một tuần qua, chỉ có phòng lặng là thường xuyên gọi điện đến để xem tình hình hai người thế nào. Nghe nói cuối tuần này ông sẽ về sau khi hoàn thành chuyến công tác. Tiểu Mỹ chỉ hy vọng lúc phòng lăng xuất hiện, mối quan hệ giữa cô và Vũ Như sẽ tốt hơn. Như mọi ngày, Đình Triết đi làm từ sớm, còn Tiểu Mỹ ở nhà dọn dẹp quanh phòng. Cô không thuê giúp việc, nên lượng công việc Tiểu Mỹ làm nhiều hơn một chút, nhưng cô chưa từng keo thang. Sau chuyện của Hà Anh, trong lòng Tiểu Mỹ vẫn luôn có một nỗi sợ vô hình, sợ rằng người nào đó sẽ hại đến đứa bé trong bụng. Đang loay hoay hoàn thành nốt số việc nhà còn lại. Tiếng chuông cửa đột nhiên giang lên. Tiểu Mỹ dừng tay hướng về phía cửa. Không sao, mỗi khi nghe thấy âm thanh này, Tiểu Mỹ đều cảm thấy lo lắng. Dẫu biết rằng có thể đình triết về nhà, nhưng nỗi lo ấy vẫn không bớt đi được bao nhiêu. Hít một hơi thật sâu. Tiểu Mỹ thu dọn đồ đạc gọn gàng, rồi nhanh chân mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra. Giọng nói quen thuộc của một cô gái vang lên Cô chủ Lâu ngày không gặp Cô vẫn còn nhớ tôi chứ Thu gọn trong tầm mắt tiểu Mỹ Chính là hình ảnh của Hạ Anh Những gì đang diễn ra không phải mơ Mà là thật Kẻ không mời lại tự mình tìm đến đây Hạ Anh khẽ nghiêng đầu mỉm cười với tiểu Mỹ Cô chủ Cô có nghe tôi nói gì không Tiểu Mỹ giật mình Rồi thu lại ánh mắt lờ đỉnh cô nắm chặt lấy vạt áo cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể tại sao cô biết tôi ở đây cô đến đây tìm tôi có chuyện gì cô hiểu nhầm rồi tôi đến đây không phải là tìm cô mà là tìm cậu chủ hạ anh vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn vào khoảng trống bên cạnh tiểu mỹ như muốn kiểm tra tiểu mỹ nhanh tay khép cửa lại ngăn hành động của hạ anh thẳng thừng đáp đình triết không có ở nhà cô tìm anh ấy có chuyện gì sắc mặt hạ anh có chút buồn bã sau lời tiểu mỹ nói rầu rĩ hỏi lại tiếc quá cậu chủ không có nhà sao vậy bao giờ cậu ấy về chuyện đó thì liên quan gì đến cô cô tìm đình triết có chuyện gì hạ anh bước thêm một bước ghé sát tài tiểu mỹ thì thầm chuyện này chỉ có tôi và anh ấy mới biết được cô tốt nhất Đừng nên xen vào." Dứt câu, Hạ Anh liền tỏ cử chỉ bí ẩn, như thể đang ám chỉ giữa cô ta và Đình Triết thực sự có nhiều uẩn khúc. Nhưng Tiểu Mỹ lại chẳng mấy quan tâm. Dĩ nhiên, đã quen với mấy trò ném đá giấu tay này nên cô không nghĩ ngợi. Dù chiếc áo lần trước cũng vậy, chỉ vì mấy câu nói bóng gió không đầu đuôi của Hạ Anh khiến cô nghi ngờ Đình Triết Tiểu Mỹ tự nhắc nhở không thể để bản thân mắc bẫy cô ta một lần nữa. Khóe môi Hạ Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý. Trần cũng bất giác lùi về phía sau tạo khoảng cách. Cô ta nhỏ giọng nói. Nếu như cậu chủ không có nhà thì tôi xin phép về trước. Khi nào cậu chủ có về nhà tôi sẽ đến. Đúng rồi. Bà chủ có dặn tôi mang đồ tắm bổ đến cho đứa bé nhưng tôi quên mất. Vậy nên Chiều nay tôi sẽ quay lại. Khoan đã, chúng ta còn chưa nói chuyện rõ ràng. Mặc kệ sau lưng Tiểu Mỹ có gọi thế nào, Hạ Anh vẫn tiếp tục bước đến. Đứng trên bậc thềm nhìn theo bóng Hạ Anh khuất dần, Tiểu Mỹ mới yên tâm trở lại trong nhà, ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Tiểu Mỹ vẫn còn nghĩ đến những lời Hạ Anh vừa nói, có thể là tò mò, có thể là thắc mắc bởi dù sao nó cũng là một phần cảm giác của con người cô thật sự muốn biết hạ anh tìm gặp đình triết là gì chuyện gì dẫu biết rằng có thể hạ anh đang bịa chuyện nhưng nếu đó là sự thật thì sẽ như thế nào mãi mê trong dòng suy tư của bản thân tiểu mỹ chợt nhớ ra hạ anh nói sẽ đến đây vào chiều này để mang đồ của vũ như tới việc mẹ chồng quan tâm đến đứa bé trong bụng tiểu mỹ rất hiểu chỉ không ngờ bà lại nhờ người khác tới Mà không đích thần đến Có vẻ như cơn giận trong bà vẫn chưa nguôi Ngã lương tựa vào thành ghế Tiểu Mỹ nhắm nghiền mắt lại Cố gắng bỏ qua hết những muộn phiền Lo âu để đầu óc được thoải mái Bàn tay nhẹ nhàng xoa phần bụng Đã nhô lên một chút Khóe môi bất giác nở một nụ cười vui vẻ Nghĩ đến ngày được nhìn thấy con mình chào đời Biết bao nhiêu sự lo toan trong tiểu Mỹ bỗng chốc biến mất. Có lẽ những chuyện ngoài kia đã làm cô suy nghĩ quá nhiều. Gần 3 giờ chiều. Sau giờ cơm trưa, Đình Triết vẫn không rời khỏi gian phòng dù chỉ một bước. Dạo gần đây, vì bận rộn công việc chuyển nhà nên anh không dành nhiều thời gian cho công ty. Thư ký Hải còn bận đi công tác cùng bố anh nên số lượng hồ sơ cần giải quyết tăng lên đáng kể. Đình Triết làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ anh muốn hoàn thành thật sớm mọi thứ để có thể về nhà ăn cơm cùng tiểu Mỹ. Bên ngoài tất bật công việc, đôi khi muốn tăng ca ở lại hoàn thành cho xong. Nhưng tiểu Mỹ đang mang thai, anh không thể để cô một mình. Âm thanh gõ bàn phím, đột ngột dừng lại. Đình triết ngã lưng tựa vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lại, nghỉ ngơi. Làm việc suốt mấy tiếng liền, đôi mắt của anh không thể tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa đình triết nặng nhọc ngồi dậy khẽ thở dài một tiếng đáp lại vào đi được sự cho phép người bên ngoài đẩy cửa bước vào đình triết ngồi thẳng lưng thuận tay thu dọn lại số giấy tờ bừa bộn trên bàn lúc ngẩng đầu lên anh mới nhận ra người đang đứng trước mặt không phải là nhân viên mà là hạ anh nét cau có khó chịu nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt anh nhíu mày hỏi Cô đến đây làm gì? Bảo vệ không cản cô lại sao? Hạ Anh đặt trên bàn một hộp cơm nhỏ, cười nhạt. Tôi mang bữa chiều đến cho cậu chủ. Nghe nói cả buổi trưa cậu không ra ngoài, lại làm việc, quên bản thân. Chắc hẳn bây giờ đang rất mệt. Cô cho người theo dõi tôi sao? Tôi sao có thể làm như vậy chứ? Một đứa đi làm giúp việc như tôi thì lấy đâu ra tiền mà thuê người theo dõi cậu? Tôi chỉ làm theo lệnh của bà chủ thôi Cậu thấy đó Bảo vệ cũng cho tôi lên đây mà Không nhờ bà chủ Làm sao tôi lên đây được Hạ Anh quả thực rất dẻo miệng Mặc dù dặn dẹo đủ đường Thì cô ta vẫn tìm được cách Để trả lời mà không bị nghi ngờ Dĩ nhiên trong chuyện này Mẹ anh chắc chắn đã nhúng tay dạo Bởi vì bảo vệ sẽ không để một người lạ như Hạ Anh vào công ty Nhìn hộp cơm chiều trên bàn Đình triết không hứng thú thậm chí còn cảm thấy rất buồn nôn. Biết đầu bên trong lại có chứa những thứ không bình thường. Anh dương tay, cầm lấy hộp cơm, rồi trực tiếp ném thẳng vào thùng rác bên cạnh, ngay trước mặt, Hạ Anh. Lặng lẽ quan sát từng hành động của Đình Triết, Hạ Anh không một chút tức giận hay thắc mắc, thậm chí trên gương mặt còn có phần vui sớm. Dài tuần trôi qua, Hạ Anh nghĩ Đình Triết đã quên chuyện buổi tối ở phòng già, nhưng dường như suy tính này hoàn toàn ngược lại dán vẻ ngang ngược, hóng hách và lạnh lùng của đình triết đột nhiên khiến cho Hạ Anh có hứng thú. Nhưng dĩ nhiên, cái tác đêm hôm đó, cô ta chưa bao giờ quên. Nở một nụ cười xá dao, Hạ Anh hít một hơi thật sâu, hạ giọng trách móc. Cậu chủ, cậu có biết làm như vậy rất lãng phí đồ ăn không? Tôi không ăn đồ ăn, do chó làm. Lời anh nói tựa như một nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào lòng tự trọng của hạ anh thế nhưng khuôn mặt cô ta không một chút biến sắc nổi giận phẫn nộ tất cả những cảm xúc đó đều không có điều duy nhất đình triết cảm nhận được chính là sự điềm tĩnh lạ thường cậu chủ mấy lời cậu nói thực sự khiến tôi tổn thương đó mấy từ đình triết vừa nói thực sự khiếm nhã với một cô gái mặc dù bên ngoài không một chút phản ứng nhưng hạ anh vẫn cảm thấy khó chịu chỉ là cô ta đang cố kìm nén cảm xúc đình triết ngược lại thì không bận tâm đến hạ anh nghĩ gì trực tiếp hỏi giao thẳng vấn đề đến đây có chuyện gì chẳng phải tôi đã nói với cậu ngay từ đầu rồi sao theo lệnh của bà chủ tôi chỉ mang cơm đến đây cho cậu thôi tôi không nghĩ lý do chỉ có thế cậu chủ thực sự rất thông minh không ngoài tưởng tượng của hạ anh chỉ qua vài câu nói đơn giản đình triết đã nhận ra vấn đề không chỉ đơn giản là dừng lại ở việc đưa cơm nhưng bí ẩn luôn phải được bật mí một cách bất ngờ hạ anh nghiễm nhiên sẽ không ngu ngốc nói ra những điều đang nghĩ trước lời khen không mấy thiện chí của hạ anh đình triết cười nhạt tôi còn nhiều việc cần giải quyết nói luôn đi thật ra thì cũng chẳng có chuyện quan trọng chỉ là sắp có một bất ngờ dành cho cậu thôi Bất ngờ Từ ai Chuyện đó cậu sẽ sớm được biết thôi Bây giờ tôi xin phép Hạ Anh cúi đầu rồi quay lưng Rời khỏi gian phòng để mặt Đình Triết ở lại Với bao nhiêu sự hoang mang Ánh mắt Đình Triết vẫn luôn dõi theo Hạ Anh Cho đến khi căn phòng chỉ còn lại một người Suy nghĩ dài điều về lời Hạ Anh nói Đình Triết lại cho rằng Đó là những thứ điên rồ Được nghĩ ra từ kẻ không bình thường Nên anh chẳng bận tâm nhưng thực sự Chính anh cũng rất tò mò Dễ bất ngờ mà Hạ Anh muốn cho anh biết Chiều muộn Đình Triết vẫn đang bận rộn với số công việc Chất đóng như núi trước mặt Chẳng hiểu sao anh càng làm việc Thì càng tăng thêm Đình Triết đưa đôi mắt Nhìn đồng hồ để bàn Anh khẽ thở dài một tiếng khi biết Bây giờ đã hơn 6 giờ tối Anh muốn giải quyết xong công việc Từ một tiếng trước để về nhà với tiểu Mỹ sớm hơn Nhưng dường như Kế hoạch đã không diễn ra như dự định. Đáng đo một lúc, Đình Triết quyết định tạm gác lại mọi thứ sang một bên. Thu dọn số tài liệu đang gian dở, Đình Triết giới tay lấy chiếc áo khoác sầu ghế, định rời đi, thì tiếng chuông điện thoại lại bất ngờ gian lên. Nhìn màn hình sáng đèn, Đình Triết khẽ trao mày khi thấy cuộc gọi được gọi đến từ một số lạ. Dừng lại khoảng chừng dài giây, cuối cùng anh Dưỡng quyết định nhấc máy. Xin hỏi đầu dây bên kia là ai? Đáp lại đình triết là giọng nói của một người phụ nữ trung niên. Thoáng nghe qua giọng, xem chừng bên kia đang có chuyện cấp bách, nghiêm trọng. Cậu, cậu chú, cậu mau đến bệnh viện, tiểu Mỹ xảy ra chuyện rồi. Bà đang nói cái gì vậy? Sao tiểu Mỹ phải đến bệnh viện? Mà bà là ai? Tôi là quản gia lương đây thưa cậu. Tiểu Mỹ, tiểu Mỹ bị ngã, hiện tại đang nguy kịch trong bệnh viện. Cậu mau đến đây đi. Đình Triết đứng hình, mất vài giây sau khi nghe được tin dữ. Toàn thân của anh bất động, bên trong điện thoại vẫn liên tục dàn lên giọng nói thúc giục của quản gia lương, nhưng anh lại chẳng nghe được gì. Tất cả những thứ diễn ra trong đầu anh bây giờ, gói gọn trong hai chữ tiểu mỹ. Cậu chú! Âm thanh lớn tác động trực tiếp đến thính giác của đình triết. Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Lúc này anh mới ý thức được những điều đang diễn ra ở thực tại đình triết dội vàng hỏi vợ vợ tôi hiện tại đang ở bệnh viện nào bệnh viện thành phố thưa cậu đình triết lập tức tắt máy rồi nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện thành phố suốt quãng đường dài đình triết gặp không ít chuyện xui xẻo không tắt đường thì cũng bị chắn ngang tất cả như đang muốn cản bước anh đình triết bất lực thực sự chỉ muốn có mặt ngay lúc tiểu mỹ cần anh nhất nhưng không thể từ giờ cho đến khi tới bệnh viện, Đình Triết chỉ có thể mong vợ con anh không xảy ra chuyện bất trắc. Mất gần 30 phút đi đường, chiếc xe mang hiệu BMW cuối cùng cũng dừng trước cổng bệnh viện. Đình Triết tức tốc chạy vào bên trong, theo sự chỉ dẫn trước đó của quản gia lương. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy quản gia lương đang ngồi bên trên dãy ghế bằng bệnh viện. Anh vội vàng chạy đến hỏi. Quản gia lương, Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra Tại sao Tiểu Mỹ lại bị ngã Chuyện này tôi cũng không rõ Lúc chiều tôi theo lời cậu đến biệt thự Đứng trước cửa thì thấy không khóa Đi vào bên trong Tìm thấy Tiểu Mỹ Thấy cô ấy đang ngã ở dưới kho Còn đang nằm trên dũng máu nữa Ngã ở nhà kho Cô ấy xuống đó làm gì chứ Quảng gia lường lắc đầu Bởi chính bà cũng không biết cậu trả lời Bà chỉ vô tình phát hiện ra Tiểu Mỹ Còn sự thật đằng sau thế nào Chỉ Tiểu Mỹ mới rõ Đình Triết đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật Mỗi lần nhìn lên Thấy ánh đèn dẫn sáng Anh thấp thởm không yên Chẳng biết tình hình Tiểu Mỹ hiện giờ thế nào Cả cô và đứa bé có bình an hay không Chuyện này xảy ra quá đổi bất ngờ Ngay cả anh cũng không thể lường trước Đột nhiên Đèn phẫu thuật chợt tắt Cánh cửa phòng mở ra vì bác sĩ phụ trách mổ chính thức bước ra bên ngoài. Nhìn thấy bác sĩ, Đình Triết dội vàng đi đến hỏi dụng. Bác sĩ, giờ tôi thế nào rồi? Hai người họ vẫn an toàn chứ? Trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Bởi ông vừa trải qua một ca phẫu thuật rất khó. Tuy bị ngăn cách bởi lớp khẩu trang, nhưng thông qua ánh mắt vẫn thấy được sự khẩn khoản của ông. Vì bác sĩ lắc đầu. Rất tiếc, do tác động quá mạnh nên bệnh nhân đã bị sẩy thai hiện tại chúng tôi phát hiện ra máu đang tràn ra những chỗ viêm nội mạc tử cung nếu không tiến hành phẫu thuật sẽ gây nhiễm trùng ảnh hưởng đến tính mạng chúng tôi cần quyết định quan trước khi tiến hành ca mổ đôi găng tay dính chặt đang nắm chặt lại giống như thể đang chờ đợi được nghe quyết định đình triết chẳng còn thời gian để suy nghĩ bây giờ tính mạng của tiểu mỹ đang rơi vào bi kịch anh không thể chậm trễ. Đình Triết dội dàng ký vào giấy đồng ý phẫu thuật để bác sĩ tiếp tục làm việc. Vì bác sĩ phụ trách chính thức sau khi nhận được giấy đồng ý liền cùng với y tá vào bên trong. Cánh cửa phẫu thuật một lần nữa đóng lại, thời gian bắt đầu đếm ngược. Đình Triết ngồi xuống chiếc ghế băng lạnh lẽo, anh cúi đầu xuống, hai tay đang chặt vào nhau. Trong đầu anh hiện giờ có biết bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn, giờ anh đang gặp nguy hiểm bên trong phòng phẫu thuật không biết ra sao, còn đứa con, đứa con mà anh vẫn hằng ao ước chưa một lần nhìn mặt đã mãi mãi ra đi. trong một đêm đã có quá nhiều mất mát đối với anh. sau khi ca phẫu thuật hoàn thành, Tiểu Mỹ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, quản gia Lương cũng quay trở về thông báo cho mọi người biết, trong bệnh viện bây giờ chỉ còn lại Đình Triết. Đình Triết từ bên ngoài đẩy cửa bước vào bên trong phòng bệnh. Anh lặng lẽ tiến đến chỗ giường nằm của cô. Những thiết bị hỗ trợ được đặt xung quanh. Bàn tay nhỏ bé phải gắn dây truyền nước biển sau ca phẫu thuật nghiêm trọng. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Trong căn phòng lạnh lẽo tầm tối, Đình Triết âm thầm ngắm nhìn người con gái anh yêu. Đứa con của hai người không thể giữ lại. Bây giờ anh chỉ còn một mình cô. Không biết sau khi tỉnh lại, biết được sự thật không thể giữ đứa bé. Tiểu Mỹ sẽ cảm thấy thế nào? Liệu cô có hoảng loạn, tinh thần không ổn định rồi rơi vào trầm cảm hay không? Mất con là điều trong hai người không ai muốn xảy ra. Nhưng điều anh sợ nhất, nếu biết được chuyện này, Tiểu Mỹ sẽ tự trách bản thân. Đình Triết nắm chặt tay Tiểu Mỹ, cúi gầm mặt xuống. Nếu hôm nay anh về nhà sớm hơn, nếu anh ở bên cạnh Tiểu Mỹ thì chuyện đáng tiếc sẽ không xảy ra. Nhưng hiện thực phủ phàng có thể trả lời bằng hai chữ nếu như. Căn phòng tam tối được bao phủ bởi toàn sự tĩnh lặng và không khí lạnh lẽo. Cái lạnh giá của một mùa đông cô quạnh nhưng lại chẳng thể lạnh bằng trái tim của một người bố mất đi đứa con. Một người chồng vừa chứng kiến cảnh vợ mình cận kệ cái chết. Mọi thứ đều vô cùng lạnh giá. Ngày qua ngày, Tiểu Mỹ vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh sau ca phẫu thuật nghiêm trọng Do lúc đưa đến bệnh viện, Tiểu Mỹ đang trong tình trạng mất máu quá nhiều. Lại thêm trước đó, cô có tiền sử bệnh thiếu máu, nên quá trình phục hồi sẽ chậm hơn người bình thường. Phong Lan và Vũ Như đã biết hết mọi chuyện, hai người họ ai nấy đều cảm thấy đau buồn cho đứa cháu chưa chào đời. Đặc biệt là Vũ Như, khi biết tình không thể giữ lại đứa bé, bà đã khóc rất nhiều. Ngay vào bệnh viện thăm Tiểu Mỹ, bà còn khóc lên khóc xuống, rồi ngất xỉu dài lần phong lan hiểu rõ vũ như không đau buồn cho tiểu mỹ điều khiến cho vũ như suy sụp đến như vậy là đứa bé không còn nữa gần một tuần trôi qua đình triết luôn túc trực trong bệnh viện chăm sóc tiểu mỹ mọi công việc ở công ty đều chuyển hết sang phòng lan thỉnh thoảng ông có vào thăm tình hình con dâu thế nào nhưng cũng chỉ đến được một lúc rồi rời đi bởi ông có ở lại thì tiểu mỹ cũng chẳng thể tỉnh dậy ở lại mà không thể an ủi được con trai mình Ông chỉ càng làm cho đình triết thêm buồn bã Mặc dù không thích tiểu Mỹ Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại Dũ như không thể ngoảnh mặt làm ngơ Bà thường xuyên đến bệnh viện Giúp đình triết chăm sóc tiểu Mỹ Không làm việc này thì cũng làm việc kia Coi như giúp được một phần nhỏ cho anh Quý vị thân mến Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 9 của bộ truyện Thế thân vợ nhỏ Được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản đó chính là nhấn like chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh độc truyện chị Dậu để theo dõi cùng với tú quỳnh nhé còn bây giờ thì tú quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo vào khung giờ phát sóng quen thuộc mỗi ngày 19 giờ 45 phút trên kênh độc truyện chị Dậu. chúc quý vị một buổi tối an lành